Tối nay chúng ta sẽ lên đường trở về trái đất. Con nôn quá, tôi sắp gặp lại bạn bè rồi. Chúng ta đang đi vào vùng thiên thạch. Chúng ta phải tạm chia tay một lúc con trai à. Chào cậu William, tôi là trợ tác cứu hộ đi của cậu trong những trường hợp hạ cánh khẩn cấp trên một hành tinh chưa xác định. Xin chào. Tôi là một nhà thám hiểm nên tôi sẽ chụp ảnh lại mọi thứ mà tôi tìm thấy. Cánh cứu sinh chứa tất cả mọi thứ cần thiết để sống sót. Nè, xin chào. Sao cậu lại quăng nó đi? Những sinh vật to lớn nhất không phải lúc nào cũng là những sinh vật nguy hiểm, nhưng cũng hên xui. Chạy. Mở đường máu thôi, cậu chủ. Cảnh báo, nhiên liệu ở mức thấp. Tôi ngủ một chút, cậu ở lại vui vẻ nghe. Cái gì? Đừng lo, tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu. Ấy, vừa vào cậu Flash, cậu ấy biết khá rõ về hành tinh này. Ba mẹ sẽ xuống đón con chứ. Cuộc phiêu lưu đến hành tinh lạ dự kiến khởi chiếu 12 tháng 4 2019.